Chào mừng các bạn quay trở lại với Top Saham, kênh tổng hợp tin tức về những ngôi sao K-pop. Và như thường lệ, ngay sau đây sẽ là những tin tức đáng chú ý có trong ngày. Mới đây thì Blackpink gây chú ý với cương vị đại sứ mới nhất của mình. Cụ thể, các cô gái nhà YG đã trở thành đại sứ quan hệ công chúng tại Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu 2021. Thủ tướng nước Anh cũng đã gửi thư tay đến Blackpink, cảm ơn các cô gái đã ủng hộ hội nghị này và có đóng góp lớn trong nhận thức của cộng đồng về biến đổi khí hậu. Cương vị đại sứ mới của các cô gái nhà YG đang khiến cho netizen chú ý không ít, bởi lẽ để được lựa chọn trở thành đại sứ cho Liên Hợp Quốc, hẳn các cô gái phải có vị thế nhất định trong con mắt của các nhà chính trị. Điều này khiến cho ai nấy vô cùng tự hào vì sức ảnh hưởng của nhóm sau thời gian dài nỗ lực khi không chỉ được công nhận như một nghệ sĩ giải trí mà còn có chiều sâu ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng. Cũng có ý kiến cho rằng Blackpink đúng là người chơi hệ đại sứ khi nhìn lại sự nghiệp chung của nhóm cũng như sự nghiệp cá nhân của mỗi thành viên, chỉ toàn thấy vị trí đại sứ. Các nhãn hàng đều thi nhau để có được Blackpink trở thành đại sứ của mình. Blackpink lần đầu làm đại sứ cho Cục Hải quan sân bay Incheon năm 2017, đại sứ cho thương hiệu Olen năm 2018, đại sứ cho một thương hiệu về tóc vào năm 2018. Làm đại sứ make up năm 2018, đại sứ thương hiệu Shopee toàn châu Á năm 2018, làm đại sứ cho khách sạn Paradise City Korea năm 2019, đại sứ thương hiệu toàn cầu xe ô tô Kia năm 2019, làm đại sứ của Samsung Galaxy A70 năm 2019, đại sứ ngân hàng KBank năm 2019 và là đại sứ toàn cầu của Adidas năm 2020. Đại ngôn của Pepsi khu vực châu Á-Thái Bình Dương và làm đại sứ của Global Telecom năm 2021, đại sứ của Tokopedia năm 2021. Các danh hiệu đại sứ của Jisoo, đại sứ khu vực Hàn Quốc của Dior Beauty năm 2020, bên cạnh đó thì Jisoo còn trở thành bạn thân thương hiệu của Dior, được nhà mốt đình đám này yêu ái rất nhiều. Mới đây thì Jisoo cũng đã trở thành nàng thơ mới của Itmicha. Trong khi đó thì Jennie trở thành đại sứ khu vực Hàn Quốc của Chanel năm 2019 và đại sứ toàn cầu của Hera năm 2020. Đối với Rosé, cô trở thành đại sứ toàn cầu đầu tiên của YSL vào năm 2020 và làm đại sứ thương hiệu nàng thơ của YSL Beauty vào năm 2021. Các danh hiệu đại sứ của Lisa trở thành đại sứ khu vực Trung Quốc của Moonshot Cosmetics năm 2018, đại sứ khu vực Thái Lan của Samsung Galaxy S10 năm 2019, đại sứ của Pen Shopee Philippines vào năm 2020 và đại ngôn thương hiệu sữa chua Châu Quả Lạp năm 2020, đại ngôn của Downy China năm 2020, đại ngôn của Brownstar năm 2020, đại sứ toàn cầu của Bulgari năm 2020, đại sứ toàn cầu và là nàng thơ của Slim năm 2020, đại ngôn của dòng điện thoại VOS 7 năm 2020 và làm đại sứ toàn cầu và nàng thơ của hãng mỹ phẩm MAC vào năm 2020, đại ngôn của Adidas China năm 2020 và là đại ngôn của dòng điện thoại Vivo S9 năm 2021. Nhìn qua danh sách đại sứ và đại ngôn dài như sớ như thế này, đúng là không thể không khẳng định rằng Blackpink chính là người chơi hệ đại sứ, chưa kể đến hàng loạt danh hiệu người đại diện, người quảng bá mà các nhãn hàng đều đang dành cho Blackpink. Các cô gái hắc hường đúng là đỉnh của chóp. Và tin của chúng mình đến đây là hết và cảm ơn bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.